Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2023. Như thường lệ thì giờ phút này huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ tiếp cho nhau nghe về cái tác phẩm gọi là Thập Mục Ngu Đồ. Hôm nay là kỳ thứ 41. Chúng ta gặp gỡ và trao truyền cho nhau kỳ thứ 41. Và chúng ta vẫn tiếp tục cái đoạn cuối của cái bức tranh Trân Châu gọi là thứ sáu. Lúc nào các vị cũng cho tôi 1 phút để tôi diễn bài cho các huynh đệ được học. Rồi sắp xong. Bức tranh Trân Châu thứ sáu. Đó rồi, sáng hôm nay thì nó có một vài cái vấn đề mà nhiều vị gọi là thắc mắc rằng mấy hôm nay ở tại nơi Hoa Kỳ nó có sự việc xảy ra. Sự việc xảy ra đó là có một vị thầy nói chung là cái kết cục đó là bị cháy, bị phỏng rất nặng. Mà hôm rồi thì tôi có đăng tin lên thì nghe cái tin ban đầu nghe nói vị thầy này bị cướp tấn công. Rồi bây giờ nó có những cái nguồn tin thực chất mà nói thì ta không thể nghe một chiều được, và tới bây giờ chúng tôi cũng không khẳng định được rằng cái tin nào là cái tin chính xác. Bởi vì lý do tôi không lẽ không nói lên thì nhiều vị lại thắc mắc là sao thầy đăng tin rồi thầy xóa đi rồi bây giờ không nghe tin tức gì. Nói về tình trạng sức khỏe thì như các vị đã thấy thì có người vào tận bệnh viện để thăm vị thầy này và hoàn toàn vị thầy này coi như là không thể cứu được. Và nói sao sâu xa hơn nữa, mình khẳng định là không thể phép màu nào có thể cứu được. Bởi vì cái vết thương quá nặng, cái sự cháy coi như là tám, như nói mà khiêm tốn là 80%, mà nói sâu xa hơn là hơn 90%, cho nên không thể cứu vãn được. Thì cái điều là đó là nhiều cái nguồn tin nó khác nhau, nhưng mà nói đi thì cũng nói lại, có nghĩa là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Ý nói thế gian ta nói câu vậy là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn cỏ. Mình là con người thì phải biết yêu thương quý trọng con người trước tiên, và yêu thương quý trọng đó mình cũng có sự cảm thông trước tiên. Nếu nói về tinh thần, cái lòng từ bi của đạo Phật. Nói về cái thế gian thì ai làm lấy tội? Điều có luật pháp, nhất là ở tại Hoa Kỳ này là luật pháp rất nghiêm minh. Luật pháp rất nghiêm minh và tất cả mọi người đều phải chấp nhận cái luật pháp của Hoa Kỳ, không phân biệt dầu là tổng thống hay là thứ dân.
dù là thầy tu hay là thường dân, đều chấp nhận sống chung một cái luật pháp Hoa Kỳ. Không ai có thể trốn tránh đổi thay được. Nói sâu xa của đạo Phật thì cái luật nhân quả. Vì vậy mà tất cả Phật tử chúng ta là người Phật tử rồi thì bây giờ chúng ta nên một cái là bình bình tâm. Nói như vậy không có nghĩa là tôi binh vực, tôi bào chữa, tôi cái gì, bởi vì lý do rằng hiện bây giờ cái chết của vị thầy này đang được nhà chức trách, gọi là những nhà chức trách của Hoa Kỳ, họ ta nhúng tay vào để người ta điều tra, ta làm việc, thì mình không có lý do gì mà mình chỉ nghe một chiều, rồi mình thích thì mình khen ngợi, không thích thì mình chửi bới công kích. Tất cả đều có nguyên nhân của nó để dẫn tới cái chết. Mà nguyên nhân gì thì bây giờ chúng ta không không đủ khả năng, không đủ sự quyết định, cho nên vậy mà tất cả tôi khuyên các Phật tử nên chờ. Cái gì mà luật pháp nó không nhúng tay vào thì coi như mình còn nghĩ rằng là ồ thế này thế kia, còn một khi mà luật pháp Hoa Kỳ họ nhúng tay vào rồi thì không cách nào tránh khỏi, rồi sẽ đưa ra. Cái thời gian mà những tháng năm gần đây thì các vị thấy đạo Phật mình bị quá nhiều cái tai tiếng, thậm chí kể cả bản thân tôi cũng làm cho một phần nào nó mang tai tiếng. Nhưng mà trong cái chuyện mà tai tiếng đó đó, có những lúc các vị không không nghĩ sâu xa, các vị vội ồ ạt bè phái, chửi bới công kích chỉ vì một cái tư lợi riêng, cái tư kiến riêng, cho nên có nhiều khi cũng làm nhũng chí những người anh hùng. Những người anh hùng, gọi là anh hùng thì người ta dám kiên cường xông pha trận mạc, ta có thể hy sinh cả cái gì của bản thân người ta, hy sinh cả danh tính, hy sinh cả tính mạng mà chỉ sống vì một cái lý tưởng. Nhưng mà có nhiều vị chúng ta là Phật tử mà không có ý thức chỗ đó, chỉ chạy theo một chiều hướng, một phe đảng, một tổ chức, rồi chúng ta vội vàng, chúng ta công kích, chúng ta làm cho có những lúc người người anh hùng họ nhũng chí. Chứ nếu trên cuộc đời này mà nếu mà tôi chưa phải là anh hùng, nhưng mà những người mà dám thông dong giữa cái làn sóng, cái bằng tràn tràn ngập phả lấp đủ đầy như chúng tôi thì hiếm hoi chịu đựng nổi, dầu rằng tôi chưa phải là anh hùng. Nhưng mà tại vì tôi nhớ ngày xưa tôi từng đi học, tôi từng được nghe Chư Tôn Đức Hòa Thượng giáo dưỡng rằng Việt Nam ta, tổ quốc ta, hồn thiêng sông núi ta, dân tộc ta, nó chịu quá nhiều cái sự áp bức, thống trị, thậm chí có lúc nô lệ. Nhưng mà dân tộc ta, tổ tiên ta, dòng giống ta, ông bà ta đứng lên, và những cái làn sóng văn hóa của các cái đất nước nó tràn tới ta, giống như ta bị cái cồn đảo mà các lần nó tràn tới, chấp nhận cho nó tràn tới, và khi nó rút đi nó để lại một lớp phù sa màu mỡ. Những cái lời đó nó khắc sâu vào trong trí não của tôi, cho nên vì vậy mà tôi tạm nhẹ nhàng tự tại chấp nhận và bước qua những cái ngạch cửa của cuộc đời, mà cứ ngỡ rằng cuộc đời mình không có giá trị gì hết, và chấp nhận cho cái bản ngã của mình nó từ từ nó tiêu mòn. Thì như vậy tôi mới cảm thấy sẵn sàng
mình trưởng dưỡng sau khi cái trận phong ba bão táp, mà chấp nhận là cái chồi non đứng lên tới ngày hôm nay. Thành ra tôi nhắc các Phật tử nhớ đó, ngày nay nó lộn xộn dữ lắm, nhất là cái mạng truyền thông thông tin, cho nên các vị không biết rằng cái nào là đúng, cái nào là sai. Nếu ta là người trí thức là ta nhẹ nhàng ta nhận định và ta tự tại với mọi sự đúng sai của cuộc đời. Còn ta là người vô ý thức thì chúng ta cố tình chúng ta lãng quên để chúng ta đừng biết. Còn chúng ta là người coi như vô tiền khoáng hậu thì chuyện gì ta cũng chửi bới, ta coi trời coi đất bằng vung, bất sợ tội phước gì hết. Vì vậy mà thà đừng là Phật tử, thà đừng là tín đồ thì các vị sao cũng được. Còn mình là Phật tử, mình là tín đồ thì mình phải cố gắng để cho mình được phát huy cái trí tuệ, ngày ngày mà phát huy cái trí tuệ để mình sáng suốt, mình nhận định và làm sao mình có an lạc giữa dòng sóng nước bao la kia. Mình chấp nhận để nó rút đi, nó để lại cho chúng ta một lớp phù sa màu mỡ. Có nhiều cái điều mà chúng ta cần nên nhớ một điều là tại sao chúng ta không không để ý cái danh từ Đức Phật, Đức Như Lai Thế Tôn của mình đó, có một cái đức hiệu tên là Thiện Thể. Nhớ là Như Lai, Ứng Cúng, Trên Biên Tri, Thiện Thể. Chứ Thiện Thể có nghĩa là Ngài khéo điều phục cái tự thân và khéo léo dạy cái tăng đoàn để xây dựng một tập thể tu học giải thoát. Đó là chữ Thiện Thể. Thiện Thể là khéo vượt qua, khéo vượt qua những cái ham hố của tự thân, khéo vượt qua những cái đòi hỏi, những cái mà mời mọc cám dỗ cho tự thân, và thành tựu được cái đạo nghiệp giải thoát mà mình quá dạy, mình nhắc nhở, mình chia sẻ cho đệ tử, cho tăng đoàn. Cho nên Đức Như Lai có danh từ Thiện Thể là vậy. Như vậy thì tất cả Phật tử chúng ta nên nhớ, tôi xin chia sẻ nhờ cái duyên này mà tôi sẽ chia sẻ các gì đó. Thứ nhất là các Phật tử phải nhớ cái việc đầu tiên của mình là phải khéo sống và khéo sử dụng cái hoàn cảnh. Nếu như chúng ta mà chưa ổn định được cái hoàn cảnh gia đình thì cái việc tu học của chúng ta rất cực nhọc. Chúng ta phải làm sao mà sắp xếp gia đình cho nó hợp lý và không để những cái bức xúc và không gây những khó khăn cho người xung quanh. Nhiều khi mình tưởng đâu đi tới chùa mới gọi là tu, nhưng mà vô tình đó để cho người xung quanh của mình họ khó chịu, cho những người xung quanh mình họ khó chịu. Làm cho những người họ họ hiểu sai lầm về cái đạo Phật của mình đi. Mà chính những người xung quanh của mình họ không chấp nhận cái sự tu tập của mình thì tôi hỏi các vị còn ai chấp nhận nữa? Cho nên các vị nên nhớ cái điều đó mà ráng mà cho nó tốt lắm. Người xung quanh của mình mà họ không chấp nhận cái sự tu tập của mình thì tôi hỏi các vị còn ai là người chấp nhận cái sự tu tập của mình nữa? Vậy mà các vị hãy cố gắng. Nếu như mà mình nghèo khổ khốn khó đó thì thật sự mình không gặp những cái điều may mắn trên sự tu hành đâu. Còn mình dư dả quá đó
thì mình sẽ sản sinh nhiều cái chướng ngại cho sự tu hành. Vì vậy mà ta phải ráng làm sao mà ta có một chút thông minh, nhạy bén để ta sắp xếp được cái hoàn cảnh của mình cho phù hợp, cho hiệu quả và cho thành công trong mọi việc, mọi sự thực tập của mình. Mà muốn được như vậy đó thì cái điều mà mình cần nữa đó là mình phải khéo xử sự với tha nhân và người thân. Ngày qua tháng lại năm tàn, khổ vui thành bại là do ý thức của mỗi người mà thôi. Mà mỗi người mà bớt đi cái thù tạc vãng lai, tránh đi những cái thị phi chạm đến tai mắt đó thì nó nhẹ lắm. Còn mình là người Phật tử mà mình thù tạc vãng lai nhiều, mình bị tai nghe mắt thấy nhiều quá đó, coi chừng là thị phi. Rồi cái điều mình tăng trưởng lên nữa đó là mình biết sống vị tha, sống yêu thương. Làm sao cái tình thương của mình giàu có sanh khởi ít nhiều nhưng mà nó cũng động tới cái trái tim của người khác. Cái người mà biết sống vị tha đó là cái người mà quan tâm những người xung quanh hơn quan tâm đến bản thân mình. Ta gọi là người sống vị tha, là vì người hơn vì mình. Còn những người mà tu tập mà sống vì mình hơn người đó, những người đó luôn luôn nghèo khổ. Dù rằng trong túi họ có tiền đó, nhưng mà vẫn nghèo, vẫn đói. Còn có những người họ sống vị tha, trong túi họ mặc dù họ không có tiền, nhưng mà tâm hồn họ lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác, cũng muốn an vui hết á. Cho nên nó đánh đổi trở lại cho họ có một cái phước báo, họ có một cái vui thầm lặng. Còn những người mà lúc nào cũng lo sợ, cũng nơm nớp ích kỷ, cất nhấu chèn giấu vân vân, sợ mất, sợ người ta ăn của mình, sợ người ta xài hết của mình, sợ người ta chiếm lĩnh của mình, thưa các vị, những người đó không có một phút giây nào an lạc mà nằm phải suy nghĩ đủ điều hết. Cái gì cũng sợ. Mà trong cái đó là gọi là tham sân si mạn nghi đó. Là trong trong sáu cái gọi là căn bản phiền não đó. Vì vậy mà chúng ta phải biết sống vị tha. Cái người biết sống vị tha đó là cái người đó luôn luôn cống hiến và luôn luôn nhường cho người những việc tốt, những việc nhẹ. Còn có những người họ chỉ biết cho họ thôi. Họ chỉ biết cho họ ai trên mặt ai. Họ tranh giành, họ chiếm đoạt, họ bảo thủ, họ bằng mọi giá để đấu tranh. Thì những người đó thật sự ra cái sự tu hành nó còn non kém lắm. Cho nên chúng ta, nếu như chúng ta biết cống hiến, biết nhường cho người việc nào tốt, việc nào nhẹ, là ta sẽ đi một phần nữa đó. Hơn nữa là chúng ta nói và làm gì mà có tổn thương người khác thì ta không nên làm. Những ai mà chất chứa ở trong lòng nhiều cái cay đắng thì người đó đầy cái sự đau khổ, đáng thương, đáng tội cho người đó. Còn người nào mà có tính chất yêu thương, hương vị tràn đầy thì sẽ đưa tới họ sẽ luôn luôn an lạc và hạnh phúc. Dù rằng có những lúc đó, cái tình của tôi nè, ngay bản thân tôi chưa diễn đạt hết, tôi chưa cảm xúc hết, nói lên cái tấm lòng của tôi, nhưng mà tự trái tim của người người trí đó, họ có rung động, bởi vì lòng mình nó có cái dòng suối ngọt ngào. Mà ngọt ngào đây không phải là lừa bịp, không phải là dụ khỉ, mà dòng suối ngọt nó tuôn chảy từ trong cái thâm tâm của ta đó, mà người trí họ cảm nhận được, họ họ nhận cái món quà được. Tôi cảm ơn các vị, khi mà lâu lâu tôi mở mạng Zalo hay là kia, tôi thấy có nhiều vị nhắn tin, tôi đọc tôi muốn khóc vậy đó. Có nhiều vị xin tôi tài khoản để mà chuyển tiền
cho này kia nọ. Tôi nói không, cứ lo cho gia đình đi, hạnh phúc đi, nhất là ở Việt Nam. Không phải tôi chê 200-300 ngàn của các vị, nhưng mà tôi biết đối với tôi 200-300 ngàn tôi còn dễ kiếm, còn các vị ở Việt Nam mà. Các vị nghe tôi phát động cái phong trào từ thiện này kia nọ cho nên các vị đóng góp chút chút chút. Tôi hiểu tấm lòng các vị, nhưng các vị chưa nên như vậy đâu. Cho nên tôi không có cho tài khoản cái các vị đó. Không biết nghĩ sao đó mà viết là cái lời thư đó là con đảnh lễ thầy, con đọc thầy không cho con tài khoản, nhưng mà những lời thơ thầy ngắn gọn nhưng mà con đọc con khóc, con kính quý kia là thật sự con khóc gì đó. Các vị mà không đóng góp được bằng cái vật chất, các vị đóng góp bằng cái tinh thần như vậy tôi đã nhận rồi đó. Miễn làm sao có gì có một cái sự cảm thông, có gì có sự hiểu được, cái đó thương mới hiểu mà, là các vị đã đóng góp rồi. Đành rằng tôi rất cần, nhưng mà không phải lúc nào cũng tiện. Tôi dùng cái danh từ thành ngữ của riêng tôi rất cần, nhưng mà không phải lúc nào cũng tiền. Như tôi đã nói là nghèo khó quá, khó tu mà, thì làm sao tôi không cần tiền được. Nhất là ở một cái đất nước vật chất như thế này. Nhưng mà rất cần, nhưng mà không phải lúc nào cũng tiền. Cho nên các vị hãy làm cho trái tim các vị là suối ngọt, là từ bi, thì các vị sẽ nhận thấy lấy cái món quà hạnh phúc do chính mình tạo ra, chứ không ai cho, không ai thưởng, không ai ban. Hãy mình có cái trái tim tràn đầy hạnh phúc, cảm xúc, năng lượng, thì cuộc đời nó sẽ trả lại cho mình, chứ không gì, không có gì khác. Và cái điều nữa là chúng ta phải ráng ráng diệt trừ cái bản ngã. Bởi vì mình còn cái bản ngã là mình còn ngã chấp. Mà bây giờ chúng ta nghĩ lại xem, khi thoạt sanh ra thì đà khóc ché, trần có vui sao chẳng cười khì. Thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tới khóc ban đầu mà ra rồi. Hai bàn tay trắng co lên mà khóc. Quá, quá, quá vậy không? Có ai đến cuộc đời này mang thêm một tấm vải đâu? Ai sinh ra khỏi bụng mẹ cũng đều là trần trụi và hai bàn tay trắng, trần trụi hai bàn tay trắng. Vậy mà đến lúc ta ra đi, bỏ ta vô cái quan tài, được mặc cái bộ đồ là quý quá rồi, là hạnh phúc quá rồi, đâu cần phải cái gì nữa đâu. Đó, cho nên như vậy, đó là thực tế đó, như vậy. Vì vậy mà Đức Phật mới bảo rằng chúng ta hãy tu hành mới làm sao nhớ lời Phật dạy là như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả các pháp là vô ngã. Ngày nào mình sẽ ra đời, mình hai bàn tay trắng, mình trần trụi, mình quá qua qua cái cuộc đời, cho tới mình lớn lên thì vô tình, nếu như mình không ý thức á, thì mình chấp nhận là mình ông này bà nọ, văn hóa kia, học thức cao học thức thấp, rồi bắt đầu chúng ta đấu đá lẫn nhau, kiềm chế lẫn nhau, chửi bới lẫn nhau. Nhưng mà thật ra cuộc đời này, Đức Phật nói là như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã. Sẵn cái câu này nè, là tôi giải thích cho các vị nghe ở trong cái gọi là duy thức tam thập tụng. Như thế tôn ngôn, nhất thiết pháp vô ngã, nhưng mà rồi hỏi lại, hà đẳng nhất thiết pháp, vân hà vi vô ngã, hay không? Như lời Thế Tôn dạy là tất cả các pháp là vô ngã. Vô ngã có nghĩa là không thật có gì. Như vậy cái gì là tất cả pháp, và cái gì cho nên mới gọi nó là không thật? Cái câu hà đẳng nhất thiết pháp, vân hà vi vô ngã, tuyệt vời quá. Vậy thì như lời Thế Tôn nói, tất cả các pháp đều là không thật, đều là vô ngã. Vậy cái gì là tất cả pháp? À, mình đặt lại vấn đề để mình hiểu như vậy. Thì chữ pháp tức là tất cả sự vật, từ tinh thần đến vật chất, cái nào nào là thánh phàm, nào là chân vọng, nào là hữu tình vô tình, là hữu hình vô hình, hữu vi vô vi, vân vân, đều gọi là pháp.
pháp, động vật, thực vật, khoáng vật, bây giờ phi vật thể nữa cơ, cũng gọi là pháp. Phi vật thể giờ người ta bây giờ người ta có thể cắt, tôi đang giảng như này mà trên không trung này người ta ghi âm, người ta ghi hình đảo trển, ta lấy được, không cần nhất thiết phải có cái mạng Facebook này mới mới vô được, mà cái nền văn minh khi cần người ta có thể lấy được cái tiếng của tôi nó đang rãng rã nó không trung này nè. Vậy tất cả pháp đều là vô ngã là vậy đó. Nhưng mà cái pháp là vô ngã thì pháp là cái gì? Cho nên phàm cái gì tự nó có thể giữ được cái hình dáng hay khuôn khổ của nó, làm cho người nhìn nó, biết đến nó, biết đó là vật thì gọi là pháp. Cho nên mới gọi là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Cái gì mà rờ mó, nắm bắt, nhìn thấy khuôn dáng, khuôn khổ của nó, thậm chí cả hữu hình, vô hình, hữu vi, vô vi, đều gọi là pháp. Như vậy thì bữa nay mình học đơn đơn giản thôi chứ nó sâu sắc lắm rồi vậy. Còn cái chữ ngã, chữ pháp rồi, bây giờ chữ ngã, ngã là cái gì? Ngã trong tình dịch đó là tôi, là ta, vân vân. Nhưng mà phàm nói chữ ta đó, là ta đó, thì phải đủ hai điều kiện. Một là tự tại, hai tự chủ được, là gọi là bản ngã của mình. Hai là có thể sắp đặt hay sai khiến mọi người được. Như vậy mới được gọi là ta. Nhưng rồi cái ta kia nó không tồn tại, cho nên Phật mới nói rằng pháp ngã, vô ngã, nên hiểu là không thật thì rõ hơn. Như vậy con người này Đức Phật gọi đó là vô ngã, là con người không có thật. Pháp kia gọi là vô ngã, là pháp kia không có thật. Thậm chí ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tất cả đều là vô ngã. Vô ngã là không có thật. Mà nếu nó không thật như vậy thì ta phải làm sao đây? Ta phải đi tìm hiểu. Tìm hiểu coi, coi nhất thiết pháp mình nó tất cả các pháp đó là giả như vậy đó. Đó là giả, nó là vô ngã như vậy. Ta thử tìm hiểu coi, ta lược ra coi, ta lược ra coi coi nó như thế nào, thì chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư lại lược ra đó là hữu ngũ chủng. Hữu chủng là năm cái loại, năm cái chủng loại: nhất nhất giả tâm pháp, nhị giả tâm sở hữu pháp, tam giả sắc pháp, tứ giả tâm bất tương hành pháp, ngũ giả vô vi pháp. Năm thứ gồm năm món đó, năm món: một là tâm pháp, hai là tâm sở hữu pháp, ba là sắc pháp, bốn là tâm bất tương hành pháp, năm là vô vi pháp. Như vậy thì nói tới đây ta hãy khẳng định là chữ tâm. Ta thử tóm gọn là coi coi nó như thế nào. Thì chữ tâm nó thiên trùng vạn trạng, cho nên chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư buộc lòng phải tóm nó lại có sáu cái nghĩa thôi. Chữ tâm có sáu cái nghĩa. Vì vậy mà xưa nay chúng ta dùng cái chữ tâm, chúng ta không có phân tích được một nghĩa nào hết đó. Bởi vì nó sáu nghĩa mà. Còn nhà Nho thì họ chịu thua, nó thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm, bất khả phòng, bất phạ hổ sanh, tam các khổ chỉ khủng nhân hoài, lưỡng giải tâm. Cọp ở trên non ba miệng mà không sợ, sợ có người hai lòng, biết chưa? Đó là chữ tâm. Nhưng mà vậy tâm ở đây nó chứa sáu nghĩa. Thứ nhất là tập khởi. Tập đó là huân tập, khởi là phát khởi. Vì vậy đây á, cái nghĩa này thuộc về 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 gọi là a lại gia thức đó, gọi là tàng thức đó. Vì cái tâm này nó có cái công năng chứa nhóm chủng tử các pháp, rồi nó phát khởi, nó ra hiện hành. Giống như tâm này nó đang nghĩ ác thì nó sẽ chứa nhóm những cái ác đó đó. Nó chứa nhóm, nó tìm mọi cách âm mưu, cách mưu mô, cách dối trá, cách lừa lọc, cách bịp bợm.
cách bợ dép liếm dài, cách lòn trôm cuốn gói, cách thượng đội hạ đạp. Nó chưa nhớ cái tâm ác như vậy đó, nó phát khởi ra, nó thượng đội hạ đạp, nó đặng chim bẻ ná, nó đặng cá quên nôm, nó thấy trăng quên đèn, nó lòn trôm cuốn gói, nó thượng đội hạ đạp, nó đầy dậy những thứ xấu xa, nó phát khởi, nó hiện hành ra. Còn bây giờ mà cái tâm này mà nó tập khởi những cái thứ gọi là ơn nghĩa, tri ân, báo ân, đạo đức, nhân nghĩa lễ trí tín, phẩm chất, phẩm hạnh, giới đức, giới thể, tình thương, rộng mở, cảm thông, thì cái tập khởi nhóm chứa này nó sẽ phát khởi ra những cái gì? Nó phát khởi ra cái yêu thương, cái tha thứ, cái rộng mở, cái cảm thông, cái bảo bọc, cái dưỡng nuôi, cái gì mà lành mạnh thì nó phát khởi, nó hiện hành ra. Còn tâm các vị mà chứa đầy vậy những cái thứ xấu xa, bị ổi, ích kỷ, đê tiện, đê hèn, gian dối, dối trá, lưu manh, xảo trá, lừa đảo, bịp bợm, thì nó sẽ phát khởi ra những thứ đó. Nghe chưa? Cho nên vì vậy mà cái chữ tâm, cái nghĩa đầu tiên của nó là tập khởi là như vậy. Các vị ráng học mấy cái này nghe, tôi môi tim, tôi móc óc, tôi nhớ, tôi nghiên cứu, tôi tầm tòi để tôi giải thích cho các vị. Mà các vị không chịu học nữa là uổng, dữ lắm uổng. Tôi nói thiệt, tôi cũng nói tha thiệt, tha thiết với các Phật tử, không biết là cuộc đời tôi sống bao nhiêu lâu nữa đâu. Có nhiều khi tôi cũng muốn tắt hơi cái cho rồi, mà nghĩ là do cái nghiệp lực con người không biết tắt dễ dàng không, chứ tôi nhiều khi có khi tôi cũng muốn tắt hơi cái cho rồi. Tôi chưa đủ cái năng lực, đủ cái sự tu tập, mà tôi biết tôi sống bao nhiêu năm. Mà thôi thì như là Phật dạy, con người chỉ sống trên hơi thở. Vì vậy mà tôi ráng có những lúc tôi cũng cà chớn, tôi cũng khùng khùng, tôi nói khó nghe. Nhưng mà có lúc tôi nói hết lòng để cho các Phật tử ráng học đạo. Đây là nói đúng chữ nghĩa bài vở đó, chứ không có ngồi mà nói tầm phào, nói thao thao bất tuyệt để được các vị vỗ tay bóp 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 rồi về nhà rồi hí hởn cười như là như con gái mà mới mới biết yêu đầu tiên, được được chàng trai vuốt mái tóc em cho đầu em chọc lóc, thì không có hớn hở cười. Nào em có đây thì tôi xối mạnh vào cái tâm thức các vị, giáo pháp của Đức Phật làm sao mà cho các vị thấy rõ ràng. Như vậy chữ tâm thứ nhất là tập khởi, nhớ, do mình quân tập, mình chứa nhóm mà mình phát khởi ra, hay mình quân tập mình chứa nhóm cái lành mạnh thì nó phát khởi ra cái thiện lành, mình quân tập chứa nhóm những cái xấu xa, cái nghi ngờ, cái độc đoán thì nó sẽ phát khởi ra những cái tiêu cực, những cái xấu xa. Vậy thì mỗi người chúng ta hãy tự xét lại mình, coi ngày đó qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, cái trí não này nè nó tập khởi cái gì nhiều, nó tập khởi cái gì nhiều thì nó sẽ phát khởi ra cái hiện hành ra cái đó nhiều. Cứ đông đầu các vị cứ lưu manh, gian dối, xảo trá, điêu ngoa, lừa đảo, giật quịch, lòn trôm, cuốn gói, bợ dép, liếm dài, thượng đội, hạ đạp, đặng chim bẻ ná, đặng cá quên nôm, thấy trăng quên đèn, chưa nhớ được cái thứ đó không, thì nó sẽ hiện hành ra những cái thứ tiêu cực. Đừng đòi hỏi ai đem bay ban ai tặng, thì tự mình quyết định số phận của mình. Còn cái tâm mình mà cứ chứa nhóm những cái thương yêu, những cái ân nghĩa, những cái tri ân, những cái coi như quý trọng, những cái cung kính, những cái coi như là mà những cái gì mà mình cho cái lòng mình nó thao thức, nó nhẹ nhàng, thì nó đã đáp trả lại cho mình những cái thao thức, giàu thao thức nhưng mà nhẹ nhàng. Ở đây chưa nói vấn đề cao tột là không nghĩ thiện không nghĩ ác. Ở đây tôi đang nói về cái mặt gọi là hữu vi pháp. Tất cả chúng ta đều đang sống trong cái vòng tương đối, thì tôi đang giải thích trong cái vòng tương đối đây. Cho nên đầu tiên cái nghĩa chữ tâm là tập khởi. Nghĩa thứ hai của chữ tâm có nghĩa là tích tích tập, tích tập, tích tập là mình chứa nhóm, tích đây là mình tích lũy, tập đây là mình sao,
tập đây là mình gom góp lại, mình chứa chứa mình gom lại. Cái nghĩa này nó thuộc về bảy thức trước, có nghĩa là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, là bảy cái thứ này có công năng chứa nhóm. Nó chứa nhóm lại cho nên nó hiện hành để nó huân vào cái tàn thức. Cho nên bảy thức này có nghĩa là tập khởi, cũng có nghĩa là tập khởi là chứa nhóm và phát khởi. Vì bảy thức này nó có công năng chứa nhóm các pháp hiện hành để nó huân vào cái a lại gia gọi là tàn thức đây nè, thức thứ tám đây nè. Đó, để nó khởi thành cái chủng tử. Mà thức thứ tám có nghĩa là cũng có nghĩa là tích tập, là chứa nhóm cũng được. Vì thức thứ tám có công năng chứa nhóm chủng tử các pháp như vậy. Ghê chưa? Cái nghĩa thứ ba của chữ tâm có nghĩa là duyên lự. Duyên lự là duyên, là nó duyên theo cái cảnh. Lự là nó so đo, nó phân biệt. Nó duyên theo cái cảnh cho nên nó khởi ra cái sự tính toán so đo phân biệt gọi là duyên lự. Tám thức nó điều tự cái duyên của cái cảnh tướng phần của mình mà nó khởi ra phân biệt gọi là lự. Cái nghĩa thứ tư của chữ tâm là thức. Thức là sự hiểu biết, sự phân biệt. Cả tám thức đều có công dụng hiểu biết phân biệt. Dầu rằng nhãn câu ý thức, nhĩ câu ý thức, tỷ câu ý thức, thiệt câu ý thức, thân câu ý thức, dầu rằng nó như vậy nhưng mà nó đều phân biệt được hết. Khi mà nó cộng với ý thức rồi thì nó phân biệt là thương hay là ghét, lấy hay là bỏ, phải hay là trái, tội hay là phước. Rồi nó chấp vào, nó đưa, nó huân tập vào cái nó đưa lên cái mạt na và nó đưa lên cái tàng thức thì nó nhóm chứa đó để rồi nó nuôi dưỡng cái đó. Cái nghĩa thứ năm của chữ tâm đó tức là ý. Cái ý là sự sanh diệt tương tục không gián đoạn. Cả tám thức đều niệm niệm sanh diệt tương tục không gián đoạn. Và cái nghĩa thứ sáu của chữ tâm, là ý và thức. Đó là tôi gom tạm thời theo cái duy thức tâm đó mà chia cái chữ tâm nó sáu cái nghĩa đó như vậy. Các vị nên nhớ, còn nói về nghĩa sâu xa thì gọi rằng kinh sách tam kinh vạn điển xưa nay đều định nghĩa chữ tâm không hết. Nhưng mà mai đạo Phật đó, nó có ra đời một cái môn học gọi là pháp tướng duy thức tâm hay là duy thức học, mới chia ra được cái chữ tâm nó sáu nghĩa như vậy. Tôi xin nhắc lại cho đại chúng vậy. Chúng ta phải đi từng tự như là học đạo học dây nha. Chịu khó đi tìm hiểu vậy đó. Đừng có nghe mấy ông thầy nói tầm ruông. Tại sao tôi đã thành thật các vị, tôi giảng nhiều khi tôi sân si là vậy đó. Bởi vì nghe mấy ông thầy nói tầm ruông rồi chúng ta nghĩ như cái tầm ruông. Tầm bậy tầm bạ không à. Thật sự Phật Pháp, giáo Pháp và Phật nó có từng tự, nó có khuôn phép, nó có rõ ràng lắm. Khi nào mà các vị học những cái từng tự khuôn phép rồi rõ ràng rồi đó, lúc đó các vị vượt bậc là cái lúc đó các vị đánh phá, các vị đánh đổ, các vị gom lại. Bây giờ mình không rành mà mình đòi đánh đổ, đòi coi thường giáo Pháp và Phật không có được. Trở lại cái chữ tâm mà hôm nay tôi giải thích cho các vị đó là nó như vậy, nó có sáu nghĩa nó như vậy. Mà tâm đó, nói tâm vậy rồi bây giờ nói pháp. Pháp thì nó có năm món. Pháp thì có năm món: tâm pháp, tâm sở hữu pháp, sắc pháp, tâm bất tương hình pháp và vô vi pháp. Còn nói tâm thì có sáu nghĩa nữa nhỉ. Một, tôi nhắc lại,
Một là tập khởi, hai là tức tập, ba là duyên lữ, bốn là thức, năm là ý, sáu là tâm, ý và thức. Đó là sáu nghĩa của chữ tâm. Vì tâm ý thức tại sao nó gom là cái nghĩa thứ sáu, thay vì tâm nói tâm đi, còn tại sao có ý và thức? Tại vì theo cái đặc tính của mỗi thức thì thức thứ tám về cái nghĩa tức tập thù thắng nên gọi là tâm, thức thứ bảy về nghĩa sanh diệt tương tục thù thắng nên gọi là ý, và sáu thức trước về nghĩa phân biệt thù thắng nên gọi là thức. Thì mà gom lại như vậy thì chúng ta thấy rằng cái chữ tâm và chữ pháp, pháp nó cũng thuộc về tâm. Cho nên á, với một cái thời gian dài, cái người mà thế gian á, họ học theo cái tư tưởng triết học nào đó, họ cho rằng là duy vật. Rồi cái đạo Phật mình á, rồi cãi một thời gian dài, cãi là duy tâm. Thật sự vật không ngoài tâm. Vậy mà đạo Phật chúng ta gọi là duy tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Đừng cãi, ai nói duy vật cũng đừng thèm cãi, khẳng định họ tới đó, họ chỉ biết tới đó thôi. Còn ai nói duy tâm cũng đừng cãi, vì họ chỉ biết tới đó thôi. Mình như thị đi, mình cười đi. Sự thật Phật pháp không duy tâm cũng chẳng duy vật, mà cũng không duy vật cũng chẳng duy tâm. Cho nên vì vậy mà thiền sư Dư Quyển Thích Từ Thông cụ nói rằng là cái gì nó nói trúng không bao giờ trúng, nghĩ trúng không bao giờ đúng, viết đúng không bao giờ đúng. Bởi vì ta phải biết rằng có cái gì đúng cái gì sai đâu mà cãi. Trình độ hiểu biết nó tới đó thì nó tới đó, nó ngang tới đó thì người ta chỉ ngang tới đó, ta chỉ cho là tới đó là số 1 của người ta rồi. Cũng như cỡ như ông Thích Thông Lạc thì có nhiều người cứ đề nghị tôi nói về ngài Thích Thông Lạc, tôi nói chi bây giờ đây, nói ra được cái gì đây mà nói hoài. Thì trình độ hiểu biết của thầy Thích Thông Lạc, ông tới đó ông xưng ông là trưởng lão A La Hán thì cứ biết tới đó là trưởng lão A La Hán vậy thôi. Đường còn dài mịt mùng em không tới nơi gì đó Thu Hà em ơi. Có nhiều khi Võ Đông Sơn và Thu Hà gặp nhau rồi tưởng đâu là đêm đó đã là trùng phùng, đã là hết khổ rồi, nhưng mà đâu có biết sự việc gì xảy ra khi hết đêm tàn canh lũng. Đường dài mịt mùng em không đến nơi gì đó, cái bài gì của Võ Đông Sơn và Thu Hà đó, thì người ta xưng ta trưởng lão A La Hán thì ta tới đó ta thành tựu A La Hán thì biết ta A La Hán vậy thôi. Còn ngược lại với tinh thần đại thừa A La Hán rồi thì còn phải đi qua ngang cái ngưỡng cửa duyên giác, rồi ngang ngưỡng cửa Bồ Tát, rồi ngang rồi tới thành Phật. Rồi bây giờ mình cãi cái gì đây, mình cãi cái gì đây, mình có nói cỡ gì đi nữa thì trưởng lão Thích Thông Lạc cũng là trưởng lão Thích Thông Lạc. Có nhiều vị cứ gửi thơ cho tôi mong tôi nói về trưởng lão Thích Thông Lạc, tôi nói chi đây. Cũng như là ông Thiền Tông Tân Diệu có một cái cô nào đó, trời ơi nó ca ngợi ông Nguyễn Nhân này là vượt 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 hồng trần, coi như Nguyễn Nhân này là người xây dựng là cái đạo Phật. Gửi tôi cái tôi bực mình, tôi biểu tôi không có thích nhận rác vô cái nhà của tôi. Hơn nữa con mắt tôi đó đuôi nó đâu có thấy đường đâu mà gửi về thòn sao tôi đọc. Thầy ơi thầy ráng nghiên cứu những cái bài của soạn giả Nguyễn Nhân đi, đây là người trí, cái người muốn xây dựng lại đạo Phật. Cũng như ông Hòa Thượng trưởng lão Thích Thông Lạc cũng muốn xây dựng lại đạo Phật, ai cũng muốn xây dựng đạo Phật hết, thì vậy thì ông Thiện Tài này nó không muốn xây dựng lại đạo Phật hay sao? Mà đạo Phật từ ngàn xưa cho tới ngàn nay thằng nào con nào đấng nào đức nào đủ khả năng mà xây dựng đây? Chỉ có bậc giác ngộ, mà bậc giác ngộ lịch sử là Thích Ca Mâu Ni Phật mới là cái người khai sinh ra đạo Phật, mà đâu phải ông Thích Ca Mâu Ni khai sinh đâu. Bởi vì chân lý thì chân lý có ông nào đủ khả năng mà khai sinh?
Chỉ có người giác ngộ mới nhận ra chân lý, tự nhận ra chân lý. Bởi chân lý là của thằng nào, của con nào, của đấng nào, của đức nào đâu mà gọi là đủ khả năng mà khai sinh. Nhưng mà tại vì Đức Phật là người tỉnh thức hoàn toàn, bậc giác ngộ tỉnh thức, người nhận ra chân lý rồi chỉ chân lý để cho chúng ta đi theo vậy thôi, chứ đâu phải ngài khai sinh. Nhưng mà vì ngài ngài nhận thức được trước mình, ngài tỉnh thức trước mình, cho nên gọi là khai sáng. Đức Thích Ca là người khai sáng, mở cho ta nhìn thấy chân lý, chứ không phải Đức Thích Ca là người sinh ra chân lý. Chân lý không có ai có quyền sinh ra, chân lý nó là lẽ thật, nó là lý đương nhiên, nó như vậy. Không ai ai, ai có quyền được được thêm vào hay được bớt ra, chân lý mà. Thành ra cỡ Thích Tông Lạc thì ông đi tới đó, ông gọi ông là trưởng lão A-la-hớn Thích Tông Lạc gì đó, cũng có sao đâu. Ông cho là ông dựng lập cái đạo Phật trở lại cũng không sao hết. Trình độ anh cỡ đó thì anh nói cỡ đó, thì chúng sanh cỡ đó nó nghe anh theo kiểu cỡ đó. Rồi tới ông Nguyễn Nhân này, ông trình độ cỡ đó, cảm nhận cỡ đó, thì ông nói kiểu cỡ đó, thì cái đám nào nó cỡ đó thì nó theo cỡ đó. Rồi trình độ của ông Tịnh Không Pháp Sư, ông chỉ vì muốn muốn cho cái đạo, cái gánh tịnh độ nó nổi trội, cỡ đó thì nó cỡ đó. Thậm chí bây giờ cả Đức Đạt Lai Đạt Ma, người ta gọi là thánh sống đó, nhưng mà cũng cỡ đó, hoàn cảnh cỡ đó, con người cỡ đó, hiểu biết cỡ đó, thì nói kiểu cỡ đó. Chứ có ông nào là Phật giác ngộ 100% đâu. Mà bây giờ đòi hỏi là tôi dựng lại đạo Phật, tôi lập lại đạo Phật, thì cũng như hiện tại này, trình độ nó cỡ đó, nó hiểu biết cỡ đó, nó làm việc cỡ đó, nó đang cỡ đó, thì những người cỡ ông đó nó theo vậy thôi. Cho nên nó đòi hỏi theo cái sự nhận thức, cái sự ý thức, cái sự nhận định, cái sự tu tập, cái sự hiểu biết. Chẳng nào hơn nè. Thôi thì kiểu sanh si, chẳng nào hơn nè. Nhưng mà thật sự ra thì nó quan trọng bây giờ, cái đòi hỏi của chúng ta ngày nay thì chúng ta phải có từng tự, có thứ lớp, có căn bản, thì mới nói chuyện nó có, nghe nó được được một chút. Còn mà trình độ mà tối thiểu quá, mù mờ quá, mà nó bậy quá thì nó trở thành mê tín dị đoan, nó trở thành quyến hoặc quan đường. Có trình độ mà nó đã thuộc cái dân mà đá cá lăn dưa rồi, nó nhào vô cái đạo Phật, nó gặp thằng thầy nó chỉ chuyên niệm Phật để cầu giảng sanh, thì nó có nói cái pháp ngoài pháp đó được ở đâu. Nó cũng chỉ A-di-đà-phật để mà nó cầu giảng sanh vậy thôi, chứ nó có nó ngoài cái đó được không? Mình chấp nó làm gì đây? Chẳng lẽ mình đi vật lộn với heo, mình tưởng đâu mình ngon lắm, heo nó vốn nó đã hôi, nó đã dơ, nó đã dớp, nó đã nằm trong sình rồi, mình vật lộn có thắng nó đi nữa, rồi mình so với nó mình được cái gì? Các vị hiểu ý tôi nói rồi đó. Cho nên vì vậy mà tôi mong là đại chúng phải học, học cho nó rõ ràng. Thí dụ như bây giờ mình học cái gì, mình học biết được cái di thức học hồi nãy giờ tôi nói chữ tâm đó, thì bắt đầu mình học tiếp vào, nó có ba cảnh gọi là tánh cảnh, nó đọc ảnh cảnh, nó có đới chất cảnh, nó có ba lượng, nó có hiện lượng, nó có tỷ lượng, nó có phi lượng, nó có ba đặc tánh, nó có thiện tánh, nó có ác tánh, nó có vô ký tánh, nó có ba thọ, nó khổ thọ, lạc thọ, xả thọ. Rồi nó có năm cái thọ là khổ thọ, lạc thọ, ưu thọ, hỷ thọ, thọ xả thọ. Rồi nó có bốn cái, nó có tâm, nó có bốn phần là tướng phần, kiến phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Rồi nó có 51 tâm sở chia làm 6 vị, gọi là biệt hành, nó có 5 biệt cảnh, có 5 thiện, có 11 căn bản phiền não, có 6 tùy phiền não, có 20 bất định, nó có 4, ví dụ vậy. Rồi dục giới nó có gồm có là ngũ thú tập cư địa, nó có ly sanh hỷ lạc địa, nó có định sanh hỷ lạc địa, rồi ba cảnh giới và chính địa, là gọi là sắc giới, thì có ly hỷ diệu lạc địa, xả niệm thanh tịnh địa, không vô biên xứ địa, thức vô biên xứ địa, rồi vô sắc giới nó có vô sở hữu xứ địa, phi tưởng phi vi tưởng xứ địa, rồi nó có tư luân vị gọi là thập trụ, thập phạm, thập hồi hướng, rồi nó có tam hiền thì nó có tứ gia hạnh vị, nó có noãn đảnh nhẫn thứ đệ nhất,
Bồ Tát thì nó có quan hỷ địa, ly cấu địa, phát quan địa, diệm huệ địa, năng thắng địa, hiện tiền địa, viễn hành địa, bất động địa, thiện huệ địa, pháp vân địa, vân vân. Như vậy nó có thứ tự như vậy mà không chịu học thì nó nói tào lao vậy thôi. Rồi thí dụ như tám cái thức này nó gồm có các duyên, nhưng là nhãn thức con mắt này nó có chín duyên, nó gồm có hư không, ánh sáng, căn cảnh, tác ý, phân biệt, nhiễm tịnh, căn bản y, chủng tử. Nhưng mà nhĩ thức này nó không có cần chín mà nó cần có tám thôi. Đó, nó trừ ra ánh sáng, bị lỗ tai đâu cần ánh sáng. Con mắt này thì nó gồm có chính duyên, là nó gồm có hư không, rồi ánh sáng, rồi căn, rồi cảnh, rồi tác ý, rồi phân biệt, rồi nhiễm tịnh, rồi căn bản y, rồi chủng tử. Ngược lại cái nhĩ thức này nó không cần ánh sáng, nó chỉ cần hư không, nó có hư không nó nghe được, nó cần căn, cần cảnh, cần tác ý, cần phân biệt, cần nhiễm tịnh y, cần căn bản y, cần căn bản y nhị, rồi chủng tử. Rồi tỷ thiệt thân á, nó không cần hư không, nó không cần ánh sáng. Con cái lỗ mũi là tỷ, cái lưỡi là thiệt, thì cái thân này nó không cần hư không, nó không cần ánh sáng, nó chỉ cần có cái là căn cảnh tác ý phân biệt nhiễm tịnh căn bản y và chủng tử. Rồi mạt na thức á, nó chỉ cần có ba duyên à, nó cần có căn cảnh, nó cần có tác ý, nó cần có chủng tử, vân vân. Đó, những cái mà chúng ta cần học, học rõ gì thì không có nói bậy, còn không học rõ là nói bậy không. Đó, hồi nãy giờ là tôi sở dĩ cái bức tranh trâu thứ sáu này tôi đi để dòng do nó dài thòn như vậy đó, là để cho nó rõ ràng, là tại vì mình đã tới đây rồi, mình đã quay đầu rồi, mình quay đầu để mình trở về nhà. Thì bây giờ mình muốn trở về nhà thì mình phải phải sao, mình phải thông dong tự tại. Mà thông dong tự tại, muốn thông dong tự tại thì như tôi đã nói rằng, thứ nhất là mình phải khéo sắp xếp cái hoàn cảnh sống và sử dụng hoàn cảnh sống của mình. Thứ hai là mình khéo xử sự với tha nhân và người thân. Thứ ba là mình phải biết yêu thương, biết vị tha. Thứ tư là mình phải sống cái đời sống mình chân thật. Và thứ năm là mình phải diệt trừ cái bản ngã của mình, thì mình mới thông dong tự tại, đường mới rộng thênh thênh cửa bộ, mình nở tan bồng tan trắng gì đó, thảnh thơi gì đó, vẫy tay reo gì đó. Thôi tới đây nghỉ, mệt rồi, nói từ từ vậy, từ từ vậy, cháu nó cũng như. Cảm ơn các chị lắng nghe.